lỗi anh, hồ sơ của tôi hôm nay đã xong chưa? Xin lỗi chị, hồ sơ của chị hiện vẫn chưa giải quyết xong ạ. Cho đến hiện nay, người dân vẫn mất nhiều thời gian để đi làm các thủ tục hành chính. Chúng ta cần làm gì để cải thiện chất lượng dịch vụ công? Một công cụ khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ công qua hệ thống điện thoại được thiết lập mang tên dân chấm. Xin lỗi anh, hồ sơ của tôi hôm nay đã xong chưa? Xin lỗi chị, hồ sơ của chị hiện vẫn chưa giải quyết xong ạ. Cho đến hiện nay, người dân vẫn mất nhiều thời gian để đi làm các thủ tục hành chính. Chúng ta cần làm gì để cải thiện chất lượng dịch vụ công? Một công cụ khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ công qua hệ thống điện thoại được thiết lập mang tên dân chấm điểm M-Score. Dân chấm điểm M-Score được thí điểm trước hết với lĩnh vực hành chính công tại Quảng Trị. Cách thức thực hiện khảo sát dân chấm điểm M-Score như sau. Khi người dân đến làm thủ tục tại các văn phòng, đồng thời để tiến tới giảm chi phí, sáng kiến giới thiệu dần việc người dân có thể chấm điểm qua trả lời tin nhắn. Số liệu được phân tích độc lập bởi chương trình sáng kiến Việt Nam thuộc trường Đại học Indiana và trung tâm phân tích dự báo trở thành thứ hạng giữa các huyện và chất lượng phục vụ từng huyện qua thời gian. Kết quả khảo sát sau đó sẽ được công bố qua tin nhắn điện thoại đến từng người dân và cán bộ công chức, qua báo chí, truyền hình. Bạn có thể xem toàn bộ thông tin này ở trang www.dân.điểm.vn cũng như trên bản tin tháng, là cơ sở thi đua khen thưởng giữa các đơn vị. Với sáng kiến dân chấm điểm M-Score này, chúng tôi mong muốn chính quyền cảm thấy tự hào vì chất lượng phục vụ dân được cải thiện, người dân cảm thấy tin tưởng hơn vào chính quyền.